hôm nay quả là một ngày thiệt là đẹp trời các bạn ơi. Ừ, nhưng mà Huy nó đang làm gì nào vậy các bạn? Ui, hình như thằng Huy nó lại đang chế tạo cái gì đó kia các bạn. Tới coi bây giờ Huy nó hay chế tạo mấy cái thứ gì nó thú vị lắm các bạn ơi. Ui, Huy ơi, hôm nay mày lại chế tạo cái gì vậy Huy Nấp ơi? Hôm nay tao mới chế tạo một cái máy ghê lắm. Ủa, cái máy gì vậy? Vật thí nghiệm. Ủa, cái vật thí nghiệm hả? Là sao cơ, không hiểu? À, mày đó. Ủa, là tao hả? Đứng ngay đây nè. Ok, đứng ngay đây hả? Ok, trời ơi, nãy nó tính làm gì vậy trời? Bây giờ mình chỉ cần quay cái này thôi. Ủa, mày đang quay cái gì vậy Huy Nấp ơi, làm gì vậy? Đợi tao một tí để tao là sao vậy trời? Bây giờ thả ra nè. Ủa, thả ra là sao cơ? Cái gì? Ai cho nó quanh cho mặt tôi rồi trời. Ui da, tự nhiên nó quanh cái tôi bay lọt xuống cái hố rồi trời. Nhưng mà hồi nãy tôi nghe cái tiếng rắc gì như gãy xương rồi trời. Ai da, đau quá trời, chắc tôi gãy cái xương xương luôn rồi trời. Đó, cái thằng Huy nó lại quậy mình rồi. Ai da, đứng dậy coi. Ui da, đau quá. Các bạn ơi, vậy là tôi vừa bị trôn rồi. Trời ơi, tự nhiên giữa làm mình tự nhiên có cái lỗ to bự vậy trời. Rồi, bữa cuối cùng mình cũng đã xây xong cái hố để chôn cây tảng đá này xuống. Được rồi, bây giờ đẩy tảng đá này xuống nào. Ôi cha. Ủa, sao mình nghe tiếng gì vậy? Động đất người ta như cái gió cái gì đó là nó xuống đây. Ôi, cái gì vậy? À! Ôi trời đất ơi, có cái tảng đá nó vừa rơi xuống nó đè lên người tôi rồi các bạn ơi. Ôi da, trời ơi, coi không cứu tôi ơi. Tôi như là tôm ngộ không bị núi đè vậy trời, nặng quá không có chui ra được luôn rồi trời. Cục đá đâu ra bự chu du vậy? Coi không cứu tôi ơi. Ở gần như tôi gặp nó đây nè. Ừ, nó ngủ vậy. Ừ, hả? Tự nhiên nó bị đè với tảng đá kìa. Ôi trời ơi. Cái này do ông đúng không ơi? Ơi ơi, đâu phải tôi đâu, tôi chỉ đá lên chợ thôi mà. Ê da, tính sao bây giờ cứu nó trước đi không có xỉu vậy? Bắt cầu thang xuống đi, bắt cầu thang xuống. Rồi, tôi nè. Cứu tôi ơi. Cứu tôi với bông cho bạn. Tôi gà ra, tôi gà. Trời đất ơi, tôi đang rất không ổn anh em ơi, tôi cảm thấy hình như tôi gãy hết xương sườn rồi, không có cảm giác gì cơ thể hết trơn. Trời ơi, gấp xem tôi nó vô bệnh viện. Ơi, đưa tôi vô bệnh viện, đưa tôi vô bệnh viện ơi. Trời đất ơi, trời ơi, rốt cuộc là mình đang bị gì vậy các bạn, như tôi gãy hết xương rồi. Các bạn ơi, chết tôi rồi. Cấp cứu, cấp cứu. Trời đất ơi, tới bệnh viện rồi. Cái gì, chụp X-quang cho tôi hả? Đâu đây, tôi chụp X-quang cái xương của ông coi. Được rồi, mọi người chụp X-quang của tôi đi trời đất ơi. Chụp nó đang quét kìa các bạn ơi. Ôi, nó đang quét qua quét lại sao? Ok ok, hy vọng là mình không sao các bạn ơi. Được như vậy nha các bạn. Ôi, hình như được rồi kìa, nghe tiếng tin kìa. Ôi, để coi kết quả xem sao. Ôi, coi kết quả coi. Rồi, chuẩn bị nó vậy ra 6 xương gãy nè kìa. Ôi, như có hình cái xương gãy trên cái màn hình kìa coi. Ôi, cái gì? 197 cái xương gãy sao? Ôi trời, cái gì vậy? Không thể nào. Ôi, sao mà cẩn thận như vậy? Có chuyện gì ghê lắm hả? Bởi vì nếu vô mất 1000 xương trong Minecraft cũng đồng nghĩa gì ông sẽ chết vĩnh viễn. Chết vĩnh viễn luôn sao vậy? Mà ghê quá vậy trời, chết tôi rồi các bạn ơi. Nhưng mà hết chỉ còn 3 xương á mọi người, không sao đâu. Cái gì còn tận 3 cái xương lận cơ hả? Chết tôi rồi, nhưng mà còn có 3 cái thì làm ăn được gì? Không sao đâu, chúng ta vẫn còn mà, còn nước còn tát. Còn nước còn tát, ai được rồi, vậy bây giờ có cách nào để tôi hồi phục lại được không? Bây giờ chúng ta chỉ cần bó bộ bao nhiêu 24 tiếng tới thôi. Nhưng mà nhớ là nếu như bằng gãy 3 cái xương còn lại là ông tôi đời cái luôn á. Cái gì bó bộ tôi trong vòng 24 tiếng là tôi sẽ được hồi phục sao các bạn ơi? Nhưng mà trong lúc đó mình phải hả bảo vệ 3 cái xương còn lại. Được rồi, được rồi. Ok, giờ mọi người bó bộ cho tôi gà thôi nào. Bó bộ cho tôi đi, lẹ lên, lẹ lên. Ok, ok luôn. Bom, thôi trời đất ơi, hình như xong rồi nè các bạn ơi. Nhìn tôi bây giờ chẳng khác gì con sáng ướp luôn rồi. Con bó gì mà an toàn chứ. Ok, bây giờ chúng ta phải bảo vệ tôi gà trong vòng 24 tiếng tới. Không để nó gãy một cái xương nào nữa. Không được để gãy một cái xương nào nữa, không là tôi chết luôn đó các bạn ơi. Rồi bây giờ để tôi gà lên xe lăn đi, tôi gà không có đi bộ được đâu. Đưa lên xe lăn ha. Ok, được rồi, để ngồi lên xe lăn đi coi. Được rồi, ngồi lên xe lăn đi trời đất ơi. Bây giờ vậy là trong ngày hôm nay tôi phải ngồi xe lăn rồi các bạn à. Được rồi, lên xe lăn của tao đi, tao gà tao đẩy mày chưa. Có ổn không vậy trời, có nên để Huy đẩy không ta? Lên đi. Ok, không được các bạn ơi, được rồi, lên xe Huy. Các bạn ơi, Huy sẽ là người đẩy xe lăn của tôi coi, hy vọng là ổn. Được rồi, đi ra ngoài đi bây giờ, đẩy tao về nhà đi, đẩy từ từ thôi. Trời, đẩy từ từ tao, trời đất ơi, cái thằng này mày lấy từ từ tao, tao mà té một cái tao gãy xương lên chết rồi các bạn ơi. Trời đất ơi, nhưng mày đẩy tao thôi nhanh thôi, nó bơi đẩy chậm chậm thôi, nó bơi. Thôi bà rồi mà lo gì. Trời ơi, mày lái mày đẩy xe lăn mà như là lái xe đua xe vậy. Ừ, coi chừng có cục đá rồi, coi chừng có cục đá rồi. Bơi cục đá. Ây da, bay ra khỏi cái xe lăn luôn. Ôi trời, chết tôi rồi. Ôi trời, sao không? Hình như tôi cảm giác tôi gãy thêm một cái xương rồi nè em ơi. Trời đất ơi, lại phải vô quét lần nữa rồi. Giá coi hồi như nó ra kết quả rồi kìa. Ôi trời ơi. Nó lên 998 rồi. Trời đất ơi, vậy là gãy thêm một cái xương nữa rồi các bạn ơi. Trời đất ơi, tôi lần này để tôi tự lái xe lăn luôn cho thầy. Mấy cái đứa này nó đẩy mà nó quậy thì chứ để tôi tự lái luôn rồi các bạn ơi.
đúng là chỉ có mình tự lái lại còn chứ đợi tao chứ không phải là không có đẩy xe rồi bỏ rơi tao đó, đợi tao cũng là tại tụi bay nên tao mới gãy xương đó. Bây giờ chỉ còn hai cái thôi là mình sẽ gãy xương phải mãi luôn đó các bạn ơi. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta phải hả cố gắng duy trì sẽ bảo vệ hai cái xương còn lại trong 24 tiếng nữa nè mấy cô lên nào. Thôi quên để cục đá này không tao lại đi đâu rồi. Cháu này nguy hiểm quá, đúng là tôi cảm giác mà bị gãy xương là mệt lắm các bạn ơi. Phải ngồi xe lăn này thôi à, đi đây vậy vậy ơi. Lẹ lên em ơi, chúng ta ở ngoài như trời tối luôn rồi anh em ơi. Nếu mà trời tối đồng nghĩa với việc quái vật sẽ xuất hiện. Hình như vừa nói là thiệt kìa các bạn ơi. Trời đất ơi, nãy sáng lẽ tôi tiêu diệt hết cho mi, tự nhiên còn một con cuối cùng nó giả cho mặt tôi. Bây giờ tôi chỉ còn một cái xương cuối cùng thôi. Rồi bây giờ mang đồ bảo hộ vô đi nè đó, thì tôi bảo gì ông cha. Được rồi, bây giờ mình phải nghe lời thôi các bạn, mình không được anh hùng nữa. Được rồi, mặc đồ bảo hộ vô coi. Rồi được rồi mặc vô vô rồi, không có sợ gãy xương nữa rồi. Chờ chút nữa đi, xong 24 tiếng xong rồi. Được rồi các bạn ơi, sắp hết giờ là mình sẽ hồi phục lại được tất cả xương các bạn ơi. Nhưng mà cố lên, chỉ còn một cái thôi. Bây giờ mình để gãy thêm một cái nữa mình chết luôn đó các bạn. Nên là các bạn hãy nhớ coi hết video xem thử mình có hồi phục được không nha mọi người ơi. Đừng lo tôi nè, để tôi ổn tốt không về nhà cho tôi nghe lời. Lần này giúp bao nhiêu chị mèo sẽ đổ tụi mình về nhà luôn các bạn ơi. Cảm động quá đi. Trời đất ơi các bạn ơi, hai những người này đang bảo vệ tôi coi như con zombie các bạn ơi. Zombie ra đâu có kìa các bạn, nhưng mà mọi người đã phụ mình tiêu diệt hết tụi nó luôn rồi. Ôi có con tới gần tôi đây nó ơi. Ôi trời đất ơi. Ôi tiêu diệt hết luôn rồi các bạn ơi. Ôi nhà của tôi sắp tới nhà rồi các bạn ơi. Đúng là có những người anh em tốt, chúng ta không sợ gì các bạn, ngay cả khi hả bị liệt ngồi xe lăn như thế này. Được rồi, đi thôi nào. Ôi chuẩn bị tới nhà được mình các bạn ơi, và mình chỉ cần ở yên đó hết 24 giờ thì mình sẽ được hồi phục mà. Được rồi, đi vô nhà tới nào. Cái gì? Sao cái nhà của tôi nó có cái lỗ gì ở đây vậy? Trời ơi, là tao á, hồi sáng tao định cho anh mày nhưng mà mày gãy xương rồi anh thôi. Trời ơi, thằng quân đất này lại nó được các bạn ơi. Hên nó cho mày đó, hên là nãy tao biết chứ mà tao lọt một cái là chết chắc rồi. Thì thôi khỏi vô nhà mày đi bây giờ. Ok, tao biết rồi, trời đất ơi, Huy núp nó làm mấy tụi cái gì? Ôi, trời ơi, mình rớt xuống đâu vậy trời ơi, sao đây nhiều đau quá vậy trời. Trời ơi, cái này là phía dưới nhà của mình, sao đừng nói cái này là thằng Huy núp nó xây bẫy cho mình nha. Rồi là tao làm đó. Trời đất ơi, Huy núp, tại sao mày hay bẫy cho anh tao hoài vậy trời ơi, giờ làm sao mà tao qua bây giờ? Cái bẫy này sao nghe nó qua? Trời đất ơi, bây giờ tôi còn chỉ đúng một cái xương thôi mà nó cắn tôi một cái là chết luôn trời ơi. Bên đây những cục đá này sao sau đó làm sao để thoát ra khỏi cái này Huy ơi? Chỉ cần vô cái cánh cửa đen kia kìa. À, đằng kia có cái cổng đen. Ok. Trời đất ơi, phải ngồi xe lăn rồi phải chơi thử thách nữa này các bạn ơi. Khó thì chơi, cố lên tôi có thể làm được mà. Ôi ơi, dắt coi chừng kìa, dắt coi chừng. Trời ơi, chị béo coi chừng. Ôi, chị béo bị cá luôn các bạn ơi. Thôi bây giờ tôi, trời ơi, tôi không thể để chết mấy người kia chết để hồi sinh được, nhưng mà tôi là chết là tôi đi luôn đó các bạn ơi. Nguy hiểm quá, được rồi, sao sắp tới được rồi nào ơi. Cái cánh cổng màu đen kia rồi, nhảy qua nè, vô. Yeah, thoát ra. Ủa, sao chưa thoát ra vậy trời, ủa sao còn cái thứ đất gì nữa đây nữa. Một cái bẫy nữa mà. Trời đất ơi, cái thằng này nó làm nhiều bẫy quá vậy các bạn ơi. Trời đất ơi, cái gì, đừng nói cái này là bắt cua lava vậy trời. Sao mấy cục đá nó còn di chuyển cái này, bắt cua sao vậy Huy Nấm ơi. Ủa, vậy là mấy cục đá nó, ok, để thử nè trời đất ơi. Tôi đang bị què, nó còn bắt cua, ôi ôi trời đất ơi. Đi lên đá đi coi. Ôi trời đất ơi, nguy hiểm quá bạn ơi, đá nó còn chạy đi. Trời đất ơi, bắt cua chứ sao lần. Trời đất ơi, còn một cái xương tôi mình rớt xuống một cái là tôi đi luôn đó các bạn ơi. Trời đất, nguy hiểm quá vậy. Sắp được rồi. Cố lên, tôi có thể làm được mà các bạn ơi. Rồi, cố lên chị mèo, coi chừng kìa, chị mèo. Ôi, chị mèo rớt luôn. Trời đất ơi, chị mèo rớt luôn các bạn ơi. Được rồi, tôi sắp được rồi, còn một chút xíu nữa thôi. Yeah, yeah. Được rồi, tôi ngồi xe lăn mà tôi bắt cua còn hay hơn chị mèo nữa. Các bạn thấy đỉnh không thì được, quên làm sao cho tôi ra. Còn bây giờ thì đi ra ngoài thế nào. Hay chưa. Vậy là mình thoát được khỏi cái bẫy của thằng Huy đã xảy ra cho mình rồi các bạn ơi. Nhưng mà hình như trời nó cũng sáng rồi, đồng nghĩa với việc đã hết 24 giờ chưa ta?
gà xuống xe lăn nữa coi. Ok ok, để tôi bước xuống rồi. Để coi tự mình hồi phục chứ. Những bước chân đầu tiên này các bạn ơi, có lên mình có thể làm được mà. Mình hết gãy xương rồi. Hình như tôi đã bước được rồi nè các bạn ơi. Giỡn thôi, tôi hết gãy xương rồi. Em ơi, em đã hồi phục rồi. Mừng quá, ăn mừng lên nào. Ok, vậy thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem rồi. Còn tôi về, đừng quên để lại cho tôi một like, một subscribe cũng như cho mọi người xem tôi tin nha. Và các bạn biết bây giờ chúng ta phải làm gì không? Chị Mèo và Jack VN ơi. Làm gì? Đó chính là đi xử thằng Huy Nấp. Tại vì nó suốt ngày trôi người ta cho nó gãy xương đấy. Ê, 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 ê